Chào tất cả anh em nha. Hôm nay bên mình giao chiếc này cho Wen Siêu đây không? Chiếc Isuzu 450 nha. Chiếc này được giao cho anh Wen Siêu đây không? Ở E Hà Leo nha. Dạ, 450 thì dùng cơ hết rồi anh em nha. Cái này thì được gieo kèm với dàn chảo 6 đây ha. Bên mình thì những cái dòng máy lớn nhỏ như này thì còn khá là nhiều ha, anh em nào có nhu cầu thì liên lạc ha.